chào quý khán giả thân yêu của Việt Quốc Channel. Bản tin chính ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị có nội dung như sau. Mưu trí, dũng cảm và khôn khéo. Hạm đội Hải quân Việt Nam hôm qua đã bắt sống 48 thuyền viên của Trung Quốc trên hai tàu chiến. Hải quân Việt Nam là ngọn cờ đầu trong nhiệm vụ bảo vệ vùng biển. Tuy Việt Nam chưa phải là cường quốc biển, nhưng vậy Hải quân Việt Nam không phải là yếu thế mà dễ bị bắt nạt. Ở Biển Đông và cả khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là cường quốc quân sự. So với Trung Quốc, Việt Nam thua về số lượng nhưng hơn về tính thiện chiến. Một khi Hải quân Việt Nam đã ra quân thì ắt họ sẽ làm nên chuyện. Lực lượng quân đội Việt Nam vừa đông, ngân sách dồi dào và truyền thống thiện chiến thì không ngại gì quân Trung Quốc. Tuy Việt Nam không chủ động tấn công ai, nhưng ai chủ động tấn công Việt Nam thì hãy coi chừng. Thưa các bạn, mới đây, Hải quân Việt Nam đã mưu trí bắt sống thuyền viên của tàu Trung Quốc. Dù cho bọn chúng đã chống trả quyết liệt, lực lượng thực thi pháp luật của Hải quân Việt Nam trong vùng biển phía bắc đảo Đá Ba Đầu. Phía Việt Nam có tàu 16 Quang Trung và tàu Cảnh sát biển 8002 đã vây bắt khẩn cấp hai tàu dân quân biển của Trung Quốc vào sáng ngày 20 tháng 5 năm 2021. Khi chúng đang di chuyển hung hăng, chống trả lực lượng tàu Cảnh sát biển 8002 của Việt Nam mà chưa được cho phép đi vào trong vùng biển đảo Trường Sa và đảo Đá Ba Đầu. Ban đầu, lãnh hải của Việt Nam không nằm trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Ba tàu Trung Quốc có treo cờ Việt Nam ngược và khi bị bắt, các lính dân quân trên hai tàu ngay lập tức chống trả bằng súng. Sau nhiều giờ chiến đấu và khai chiến, lực lượng dân quân Trung Quốc bị bắn chết 12 người. Lực lượng Hải quân Việt Nam cũng đã huy động đến thuộc địa để yểm trợ. Ngay sau đó, số 18 lính dân quân của Trung Quốc đã bị thu phục, giơ tay đầu hàng và bị bắt làm tù binh. Câu chuyện 48 người bị bắt này qua tàu Cảnh sát biển 8002 đang thi hành nhiệm vụ của Hải quân Việt Nam là đánh chìm ba tàu dân quân biển Trung Quốc ngay tại đó. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng thông báo từ Thượng tá cho biết, theo giấy tờ hải quan, Việt Nam đã thu giữ ba tàu. Những vùng biển này được đăng ký ở Trung Quốc. Trung Quốc không cung cấp được giấy phép vào vùng biển của Việt Nam thuộc quần đảo Trường Sa dựa trên quyết định hiện có. Cùng với việc ba tàu Trung Quốc treo cờ Việt Nam khiến nghi ngờ họ đánh tráo, đổ vả cho Việt Nam nhằm khiêu khích Việt Nam và Philippines xảy ra xung đột. Hải quân Việt Nam đã phát hiện và vạch mặt chiêu trò bẩn thỉu bị ổi này của Trung Quốc. Trung Quốc muốn ngông đất lợi. Bộ Quốc phòng Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cho biết cùng ngày, Việt Nam lập tức đã triệu tập Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để đưa những người lính dân quân biển này ra xét xử theo quy định của Việt Nam hiện hành. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói hiện tại không có thông tin về vụ việc và cần tìm hiểu thêm. Một tòa án Việt Nam đầu năm 2021 đã xử phạt 142 dân quân biển Trung Quốc, mỗi người 500.000 đô la. Sau khi họ bị bắt với hàng trăm tấn nguyên liệu, chủ yếu để xây dựng thêm một đảo mới tại nơi này. Trên tàu còn mang nhiều vũ khí như súng chuyên dùng, lựu đạn tại bãi trăng khuyết rạng san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền Trung Quốc khi đó rất tức giận, phản đối Hải quân Việt Nam bắt người và từ chối công nhận quá trình xét xử. Cũng theo nguồn tin có liên quan, Trung Quốc nói gì về sự an toàn của đập thủy điện lớn nhất hành tinh trước đợt mưa lũ sắp tới? Các kỹ sư và chuyên gia Trung Quốc gần đây đưa ra nhận định về mùa mưa lũ sắp đến sau khi đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, trải qua mùa mưa lũ kỷ lục vào năm ngoái, năm 2020. Song tương tự ở Trung Quốc, trải qua một loạt những trận lũ lụt nặng nề lớn nhất trong 40 năm. Đập thủy điện Tam Hiệp cùng với các hồ chứa nước khác hiện nay đang trong quá trình tu sửa lại nhằm giảm thiểu lũ lụt ở vùng hạ lưu, mang nặng hơn 38,8 mét khối nước lũ, tương đương 60% tổng lượng nước lũ ở vùng thượng lưu đổ vào sông Dương Tử. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, theo dự báo thời tiết mới nhất, đợt lũ năm nay trên sông Dương Tử xảy ra phức tạp nhiều hơn so với mọi năm, có thể đánh dấu một năm chống chọi khó khăn với đập Tam Hiệp. Diệp Quang Huy, Giám đốc Bộ phận Quản lý Hồ chứa của Trung tâm Quản lý Khu vực Sông thuộc Tổng công ty Tam Hiệp nói trên tờ báo Hoàn Cầu. Ông Diệp còn cho rằng vùng sông hạ lưu, sông Dương Tử năm nay thậm chí có thể đối mặt với những trận mưa lũ khó kiểm soát nhất. Năm ngoái, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cực đoan, nước lũ đổ về sông Dương Tử tạo thành sát thủ lớn nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được xây dựng. Ông Diệp nói, đập Tam Hiệp được thiết kế để đứng vững trước các trận lũ của thế kỷ. Vào đợt lũ năm ngoái, là sự kiện 40 năm mới có một lần, đã đủ để gây nguy hiểm cho đập Tam Hiệp. Ông Diệp nói thêm, đập Tam Hiệp có 23 cửa xả đáy. Năm 2020 là lần đầu tiên đồng thời mở 11 cửa xả đáy, đổ một lượng nước lớn xuống sông Dương Tử, làm tốn hàng trăm tỷ đô la. Đây là điều xảy ra kể từ khi đập Tam Hiệp bắt đầu phát điện. Nước lũ đã khiến con đập đến mức vượt quá giới hạn chứa lũ. Một nhân viên làm việc tại đập Tam Hiệp nói trên tờ Thời báo Hoàn Cầu là các kỹ sư và chuyên gia Trung Quốc tại đập Tam Hiệp hoàn toàn sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào xảy ra trong mùa mưa lũ sắp đến. Với tình hình dường như bình yên trên sông Dương Tử, theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia của Trung Quốc, dự báo miền Bắc nước này sẽ đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng trong năm 2021 này. Hoàng Hà sẽ là con sông có nguy cơ đối mặt với lũ lụt lớn ở thượng lưu và vùng trung lưu. Trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm 2020, đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã trải qua 5 đợt lũ lớn. Trong đợt lũ, đỉnh điểm là ngày 20 tháng 8. Dòng chảy vào hồ đập Tam Hiệp lên đến 75.000 mét khối. Lúc đó, đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng xả 44.000 mét khối trên giây. Cũng theo nguồn tin có liên quan, mới đây, 4 tàu hải chiến khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc, chiến tranh Đài Loan có nguy cơ bùng nổ cao nhất. Theo các chuyên gia nhận định, trong đó, 4 điểm nóng hàng hải tìm ở Đài Loan là điểm nguy hiểm nhất và có khả năng bùng nổ cao nhất. Trong bài viết mới đây được đăng trên tờ Epoch Times, Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu và là người từng giữ chức tư lệnh các chiến dịch tại Liên minh của NATO đã đưa ra dự báo rằng có thể xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Đô đốc, Trung Quốc có nguy cơ xung đột này bao gồm cuộc chiến tranh trên bán đảo Đài Loan, trên biển Hoa Đông, Biển Đông và Ấn Độ Dương. Dựa theo các phân tích của mình, Đô đốc Tranchiti đã cho rằng Đài Loan là điểm nóng nguy hiểm nhất và có nguy cơ bùng nổ nhất. Vì Đài Loan là điểm nóng, là nguy cơ chiến tranh Mỹ-Trung. Theo Đô đốc Tranchiti, ưu tiên khu vực cao nhất vì quân đội Trung Quốc hiện nay đã giành quyền kiểm soát trên biển, khuếch đại sức mạnh vào các vùng biển xung quanh Đài Loan. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ gần đây, chuẩn Đô đốc cho biết Bộ Tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc đã nhận định Trung Quốc có khả năng hành động quân sự ở Đài Loan trong vòng 6 năm tới. Nằm ở vị trí địa lý cách Hawaii khoảng 8.000 dặm, nhưng Đài Loan là chỉ cách Trung Quốc đại lục 250 dặm. Trên những thách thức đối với hải quân của Mỹ là rất lớn. Nếu Trung Quốc quyết tâm thống nhất Đài Loan bằng biện pháp quân sự, thì mục tiêu hàng đầu của họ sẽ là làm cho quân đội Mỹ không có khả năng bảo vệ hòn đảo này. Chiến lược mà Trung Quốc áp dụng sẽ là tập trung nhanh chóng tiếp cận chống xâm nhập A2AD, tức là sử dụng biện pháp phòng thủ để giữ chân hải quân Mỹ ở khoảng cách xa. Theo kế hoạch, thì Trung Quốc sẽ huy động sự tham gia của nhiều tàu chiến mặt nước, tuần dương hạm, tàu khu trục, tàu khinh hạm và tất cả đều được trang bị khả năng tên lửa chống hạm và khinh hạm đáng kể. Bên cạnh đó, cũng sẽ triển khai các tàu tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đất liền và trên biển. Đa phần trong số đó đều có khả năng siêu thanh và Mỹ hiện tại đang thiếu các khả năng phòng thủ đáng tin cậy. Ngoài ra, Bắc Kinh có thể huy động chiến tranh mạnh nhằm vào các hệ thống chỉ huy kiểm soát đường của Mỹ. Các vũ khí chống vệ tinh của Trung Quốc càng ngày càng tinh vi, làm giảm khả năng cung cấp thông tin tình báo và cảnh báo sớm của Mỹ. Trung Quốc khó có thể tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ vào các khu vực và hành động này cực kỳ khó khăn. Thay vào đó, họ có thể phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng để thiết lập kiểm soát vùng biển xung quanh Đài Loan, sau đó sử dụng các hoạt động để lại một ít dấu ấn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách huy động sự tham gia của lực lượng, đặc biệt kết hợp với các nhóm biệt kích để được bố trí trước ở trên đảo để giành kiểm quyền soát các tàu sân bay và vận chuyển đường không. Đồng thời, Trung Quốc sẽ sử dụng tên lửa đất đối đất với sức mạnh không quân để tiêu diệt các hệ thống phòng không của Đài Loan. Đài Bắc có thể trụ vững trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị áp đảo nếu Mỹ lựa chọn cách đáp trả bằng lực lượng quân sự trực tiếp và sẽ là một trận chiến lớn. Phía nước này sẽ hành động trên biển, trên không và nhằm vào các tàu chiến của Trung Quốc, và khả năng tấn công từ mặt đất của Lầu Năm Góc sẽ che chắn cho Đài Loan bằng các tàu chiến mang tên lửa đạn đạo, nhanh chóng củng cố các căn cứ tiền phương Nam Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. cũng có thể tấn công vào các căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông bằng các lực lượng biệt kích, hải quân, lính thủy đánh bộ. Trung Quốc phải chuyển hướng tấn công vũ khí, phân tán sự tập trung ra khỏi Đài Loan. Giới chuyên gia đặt một câu hỏi cho Trung Quốc hay Mỹ. Sẽ là bên nào thắng? Theo chuyên gia Richard Bond, hiện tại, quan niệm của ông vẫn nghiêng về phía Mỹ. Nhưng đồng thời, ông cũng kêu gọi Lầu Năm Góc cần phải có những biện pháp. Và chuyên gia Richard Bond cho rằng, quân đội Mỹ cần phải chi thêm ngân sách, cũng như tăng cường công tác đào tạo về chiến tranh mạng, sử dụng lực lượng đặc biệt trên biển, phát triển các phương tiện không người lái, khả năng hoạt động dưới mặt nước, cả tàu ngầm có người lái, tàu lặn không người lái và biển, có hệ thống phòng không chống lại tên lửa hành trình siêu thanh, mà tên lửa đạn đạo hợp tác chặt chẽ với các đồng minh, đặc biệt là Nhật Bản cũng sẽ có vai trò rất quan trọng. Mức độ mà Mỹ sẵn sàng đưa ra đảm bảo quốc phòng với Đài Loan sẽ có tác động đến những tính toán của Bắc Kinh. Chất lượng của các hệ thống vũ khí được cung cấp cho Đài Bắc cũng như vậy, đặc biệt là những hệ thống phòng không tốt hơn và máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cần gia tăng hoạt động huấn luyện và tập trận với Đài Loan, tăng cường các chuyến thăm cấp cao tới hòn đảo này. Chuyên gia nhận định, trong số 4 điểm nóng, hàng hải tiềm tàng ở Đài Loan là điểm nguy hiểm nhất và có khả năng bùng nổ cao nhất đến đây. Việc đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không đặt ra suy nghĩ cho rất nhiều người, và cần thiết khi Trung Quốc hoàn toàn lộ mặt, bị các cường quốc như Anh, Mỹ, Nhật Bản phản đối quyết liệt. Rất cần thiết khi Trung Quốc là nước lớn, bất chấp và ngang ngược. Rất cần thiết khi người thi hành án không ai khác chính là dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe tin tức thời sự của Việt Quốc Channel. Hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.